Buổi sáng thật thanh bình với những tia nắng vàng như mật ong lan tỏa trên khắp những sườn đồi, đang phủ một màu vàng của hoa cải. Thi thoảng, không gian lại điểm thêm màu hồng tươi thắm của những cành hoa đào đang bung nốt những cánh hoa cuối. Lác đác vài cánh hoa rụng tung bay trong gió nhẹ như những cái vẫy tay tạm biệt mùa xuân. Tất cả như vẽ lên không gian một bức tranh thanh bình và êm ả. Chính lúc ấy là cộng đồng Việt Nam, ai cũng biết, đã đến gần một ngày mà không thể ai quên được. Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hơn lúc nào hết, vào khoảng thời gian này, có hàng ngàn trái tim, hàng vạn khối óc đang đắm chìm trong nỗi buồn đau vô hạn. Đau vì họ hy sinh cả một thời trai trẻ cho quê hương, cho đất nước, nhưng lại lạc lõng bơ vơ như những đứa con vô thừa nhận nơi đất khách quê người. Buồn vì sự cao thượng là không hề tồn tại khi cả một lực lượng quân đội nằm dưới sự đày ải trong nhiều năm tháng sau cuộc chiến. Ngôi nhà mà chúng tôi đang viếng thăm có một đôi vợ chồng đã từng là một trong những chứng nhân lịch sử của một dân tộc Việt một thời loạn lạc. Đó là cô chú Chu Trấn Phương và Chu Nguyên Bình. Tuy lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng sự thân thiện của cô chú đã khiến cuộc viếng thăm của chúng tôi thành cuộc trò chuyện rơm rã, thân tình. Và ngay tại nơi ấy, bên tách trà nóng, từng trang nhật ký của cuộc đời người vợ chàng sĩ quan không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được cô Bình ngược dòng thời gian mở ra cho chúng tôi xem. Tôi tên là Chu Nguyên Bình. Được sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt. Lúc đi học thì đầu tiên là học trường Phương Mai, sau đó là Quang Trung và cuối cùng là Bùi Thị Xuân, một trường trung học nổi tiếng của miền cao nguyên. Trong những ngày thơ mộng của tuổi học trò, chúng tôi đến trường luôn luôn vui đùa, reo nhảy trên những sườn đồi sườn thông. Những ngày đó thật là tươi đẹp và chúng tôi cảm thấy cái hạnh phúc của tuổi thơ, của tuổi học trò bàng bạc trong lòng. Cũng như bao người phụ nữ Việt khác cùng thế hệ, tuổi thơ êm ả cứ thế mà lớn lên trên đất mẹ bình yên. Sau những năm tháng nơi giảng đường thì cập bến bờ hạnh phúc. Bờ vai cô Bình chọn để nương tựa đã từng làm cho cô đắm chìm trong hạnh phúc, làm cho cô tự hào khi sánh bước trên đường. Và cũng bờ vai ấy đã khiến người tiểu thư yểu điệu của xứ Hoa Anh Đào một mình vượt qua những chặng đường chông gai khó khăn đến tận cùng của cuộc đời để trở thành người vừa làm mẹ vừa làm cha của những năm tháng sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Tôi và nhà tôi quen nhau là vì vẫn khi học trường Phương Mai đó thì học chung một trường nhưng mà khác lớp. Tuy biết nhau là một người, có thể là ảnh là một người là kêu là lớp trưởng đó. Tôi là Chu Trấn Phương. Xin có gửi lời chào đến quý chiến hữu, quý trưởng thượng, các niên trưởng và tất cả các bạn bè đã từng chung sống với tôi từ nhỏ cho đến bây giờ. Tôi với nhà tôi đều là những học sinh ở Đà Lạt, đã biết nhau nhưng mà không quen nhau. Cho đến năm nhà tôi học lớp đệ nhất thì có một cái cơ hội là chúng tôi quen nhau từ một gia đình người bạn, chúng tôi gặp nhau. Và sau đó thì tôi mới có cảm tưởng rằng là thôi, hay là mình cứ thử quen một người bạn trai xem sao. Và cái mối tình học sinh này nọ, chúng tôi không nghĩ rằng tại sao quen nhau từ, biết nhau từ bao nhiêu lâu mà bây giờ mới quen nhau. Thì nó như là một cái cơ duyên đưa đến. Và
Tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể nào xa nhau được nữa. Chúng tôi quen nhau cỡ hơn một năm thôi. Thì anh có giấy động viên của Thủ Đức. Thì trước khi đi vô Thủ Đức á, thì anh xin làm đám hỏi. Mặc dù bà cụ nói, nhưng mà tôi nói rằng là thôi bây giờ con quen á, thì cho con quyết định. Thế là chúng tôi làm đám hỏi khi anh vào trường Thủ Đức. Và sau khi ở Thủ Đức, tôi được chuyển sang không quân và ra trường năm 1900, cuối năm 1963. Và đến năm cuối năm 1964 thì chúng tôi lập gia đình. Thì khi làm đám cưới là trong cái thời gian ảnh là đang học trường không quân Nha Trang. Thì trong 15 ngày phép, thay vì đi nghỉ phép ở Phi Vân, ở Đà Lạt đó, cái trạm nghỉ mát của không quân, thì anh ấy về nhà và chúng tôi làm đám cưới trong cái thời gian đó. Từ đây, trang nhật ký đã ghi lại những tháng ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cuộc sống lứa đôi. Người lính phi công Việt Nam Cộng Hòa song ruổi trên những chuyến bay qua 4 vùng chiến thuật để yểm trợ quân bạn. Người nữ sinh năm nào trở thành cô giáo duyên dáng trên bục giảng. Tình yêu đối với một chinh nhân thời chiến cũng không làm người phụ nữ ấy thiếu đi những khoảnh khắc ngọt ngào khi cùng chồng nhâm nhi tách cà phê trên bến Ninh Kiều. Tuy không thơ mộng du dương như xứ sở sương mù, nhưng miền Tây lại vẽ lên không gian thanh bình, cái lãng mạn từ sự mộc mạc trong từng câu hò bên sông Hậu. Và cái tên Anh Ba Tây Đô của người con trai cũng phần nào nói lên mối duyên tình với sông nước miền Tây của đôi vợ chồng trẻ. Tuy cuộc sống êm đềm hạnh phúc, nhưng người chinh phụ ấy làm sao tránh khỏi sự khắc khoải chờ chồng trong thời của binh đao khói lửa. Trong khi ở Cần Thơ đó, lúc tôi mới có bầu cháu đầu tiên, thì có một đêm anh đi bay và không về. Hôm ấy khi yểm trợ hành quân xong, cuộc hành quân đã tạm thời chấm dứt, thì chúng tôi bay về. Nửa đường, trời sập xuống một cơn mưa thật lớn, mù mịt, và L-19 không thể xuyên mây để bay phía cũ được, cho nên chúng tôi phải quay về đáp lại sân Vĩnh Bình. Tôi chờ, tôi bật đèn sáng trưng cả đêm và nằm nghe từng cái tiếng động ở bên ngoài, từ cái cô y tá phía trước đội ca trực với nhau, mình cũng giật mình bởi vì không biết chuyện gì nó xảy đến cho người chồng ở miền trong đêm tối. Thì suốt một đêm không ngủ và đôi khi tự nói rằng chắc không sao. Thì hồi đó chưa có cell phone, chưa có liên lạc gì được hết. Mà trời tối cho nên muốn vào trung tâm hành quân để gọi về thì cũng khó khăn. Cho nên tôi đã ở lại và sáng sớm hôm sau chúng tôi cất cánh bay về Cần Thơ. Và không có cái gì đối với mình quý hơn lúc đó cả. Là hình ảnh người chồng đã trở lại trong cái ánh mắt háo hức, cái vui mừng ôm nhau để mà trở vào nhà. Tôi thấy nhà tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cố nhiên là vợ của một người lính, thì khi thấy chồng không về như thường lệ thì tất cả đều chung một tâm sự là đều âu lo. Nhưng mà nhìn thấy tôi thì cả một sự vui mừng như hòa ra. Thì cái điều đó làm tôi cảm nhận được sự yêu thương giữa hai vợ chồng. Tuy canh cánh nỗi lo sợ cho chồng trong những chuyến bay công vụ, nhưng người phụ nữ ấy lại tiềm ẩn một cá tính mạnh mẽ khi quyết liệt động viên chồng bước vào vòng lửa đạn cùng đồng đội khi chiến sự xảy ra. Có một lần
là pháo kích vào Cần Thơ. Sau khi nghe tiếng súng bắn rất là dữ dội, nhưng mà tôi chợt nghĩ lúc đó chắc mọi người sẽ chạy tới phi đoàn để coi thử có chuyện gì nó xảy ra, hoặc là những cái gì mà cần cho người lính. Thì đột nhiên tôi nói là anh nên đi tới phi đoàn để xem có chuyện gì hay không. Khi tôi nói xong thì anh nói vậy này: em quyết định là anh nên đi hay sao? Tôi thì tôi nghĩ rằng là một người lính, cái bổn phận là trên hết. Thế nhưng mà bên cạnh cái bổn phận đối với quân đội, đối với nước nhà, thì mình còn một cái tình riêng. Vợ tôi đó, con tôi đó. Thì khi pháo kích thì tất cả mọi sự sợ hãi nó dồn vào nhà tôi. Thế nhưng mà may mắn tôi có một người vợ đã biết khuyên chồng bỏ tình riêng để nghĩ đến phận sự. Khi mà nhà tôi đi ra khỏi nhà thì cái cảm giác lúc đó mình mới thấy lo sợ. Lo sợ cho chính bản thân của người chồng mình. Chỉ trên đường đi từ nhà cho tới phi đoàn thôi là đã thấy nguy hiểm rồi. Nhưng mà cũng không biết tại sao mình lại nói là chồng phải đến cái vùng, cái đơn vị để mà nhận nhiệm vụ nếu có chuyện, tức là trong cái lúc mà pháo kích như vậy. Thì cái tôi nghĩ rằng là cái đó là cái trách nhiệm mà đã cùng gắn bó với trong quân đội với nhau, có sống cùng sống với nhau, có họa mình cũng chia được những cái niềm đau của nhau. Sau những năm tháng hạnh phúc sống tại Cần Thơ, gia đình người sĩ quan không quân phải rời hậu cứ về quê ngoại tại Đà Lạt vì những chuyến du học triền miên và di chuyển địa bàn đóng quân. Đến năm 1974, người chinh phụ ấy đã quyết định lại một lần tòng phu cho con có được bàn tay chăm sóc của người cha. Thế là cô khăn gói dắt đàn con xuống Sài Gòn dựng xây tổ ấm. Cuộc sống chia cắt tưởng chừng như giờ đây không còn nữa. Hạnh phúc gia đình tưởng rằng sẽ không phải vắng bóng người chồng, người cha. Thế nhưng cuộc nội chiến ngày càng leo thang, thế tấn công của quân Bắc Việt mỗi ngày một gây hoang mang cho miền Nam Việt Nam.